Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Điền vào chỗ trống các thành ngữ, tục ngữ sau. Bỏ thì thương, vương thì, chấm chấm chấm. Hai, hết cơn, chấm chấm chấm, đến hồi Thái Lai. Ba, ăn theo, chấm chấm chấm, ở theo thời. 20 giây bắt đầu. Hết cơn gì ta, cái câu gì ta? Khó quá anh ơi. Tao chưa được nghe câu này luôn á. Đúng rồi. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Các bạn hãy đọc đáp án của mình lên đi nào. Thanh Tâm. Tội bỉ cực thuở. Nợ bỉ cực cơn. Cơn. Dạ, đáp án của em là tội bỉ cực lúa. Anh Đạt. Bỏ thì thương, vương thì tội. Hết cơn bỉ cực, đến hoài Thoái Lai. Ăn có thở, ở có thùy. Có thùy. Thùy là bị lẹo, chị thở nó khó lắm á. Nhưng mà có ai hiểu nghĩa từ bỉ cực hoặc là Thái Lai là gì không? Qua nói gì đó chị. Khổ dạ. Nhất á, là tới được sẽ được như dạ. Là sung sướng an nhàn á. Thật ra là qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai là nói một vấn đề là đôi khi là mình gặp những cái điều mà nó rất kinh khủng mà mình cứ nghĩ là nó tận cùng luôn rồi, khổ tận cùng luôn. Nhưng mà mình khi mình vượt qua được chuyện đó thì mọi chuyện nó sẽ coi như là sáng sủa hơn rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ thì Vi xin đọc đáp án của chương trình. Bỏ thì thương, vương thì tội. Wow, vương thì nợ. Và coi như là với câu hỏi đầu tiên thì Hoàng Việt đã bị trừ 1 điểm. Và câu số 2, hết cơn bỉ cực, đến hồi Thái Lai. Tuy nhiên, chữ bỉ của chúng ta sẽ là dấu ngã. Và câu số 3 là ăn theo thuở, ở theo thời. Chữ thuở thì là mọi người là có Tâm với anh Đạt ghi đúng nè. Nhưng mà hầu như là mọi người đều ghi sai cái từ bỉ cực hết. Cho nên với câu hỏi đầu tiên thì mỗi người đều bị trừ 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời mọi người quan sát hình ảnh trên màn hình. Đây là tỉnh nào thuộc miền Tây Nam Bộ? 20 giây bắt đầu. Mọi người quan sát kỹ hình ảnh nha. Cuối cùng. Xin mời đáp án. Có vẻ như là cái hình quá dễ. Tháp thì có gì? Có Đồng Tháp thôi. Và xin chúc mừng các bạn đã bảo toàn được số điểm. Và câu hỏi số 3. Kể tên một ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được bắt đầu bằng âm chờ. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Xin mời đáp án. Ngọc Thanh Tâm đó chính là Dạ Chuyện Hẹn Hò. Chính xác. Đáp án của Hoàng Việt là Dạ Chuyện Tình chị. Chuyện Tình. Vì lại biết đó là có bài Chuyện Tình Lan và Điệp nha. Nhưng mà bài đó cũng không phải của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và đáp án của Hạnh Thư đó chính là Chị em có cái bộ phim đó. Nhưng mà bài hát đó thì không nha. Đáp án của anh Đạt đó chính là Chuyện ba người. Đúng là có Chuyện Ba Người. Nhưng mà không phải của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, mà là của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và trong câu hỏi số 3 này thì chỉ có duy nhất Ngọc Thanh Tâm là bảo toàn được số điểm. Còn lại ba người của chúng ta đều bị trừ 1 điểm. Và câu số 4, xin mời các bạn hãy cùng nghe một đoạn nhạc. Ngày đấy xa anh và em, chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy xa anh và em, chúng ta bình tĩnh. Ngày đấy xa anh kìm nén môi khi mình cãi vã.
của chúng ta như sau: viết lại đúng chính tả từ cãi vã trong ca khúc Bước Qua Đời Nhau của nhạc sĩ Khắc Việt. 20 giây bắt đầu. Từ này đôi khi là trong cuộc sống chúng ta sử dụng rất là nhiều nha. Nhưng mà bây giờ là văn viết thì không biết là mọi người có đúng chính tả hay không đây. 5 giây cuối cùng. Xin mời. Mỗi người đều có những cái đáp án khác nhau. Và mời Ngọc Thanh Tâm đọc đáp án của mình. Cãi vã. Cãi vã. Cãi vã. Cãi vã. Cãi vã. Hiện tại chúng ta có người đúng. Đáp án của chúng ta đó chính là cãi vã. Trời ơi. Và xin được chúc mừng Ngọc Thanh Tâm và Hạnh Thư, các bạn đã bảo toàn được số điểm.